bạn đã quay trở lại với Vô Cùng Thần Tượng Âm Nhạc Việt Nam, chương trình đồng hành cùng Việt Nam Idol 2012. Chúng ta đã kết thúc vòng thi thử giọng tại Hà Nội với rất đông các thí sinh tự tin, nhiệt huyết. Họ đã đến từ rất nhiều tỉnh, thành phố khác nhau thuộc khu vực miền Bắc. Tôi tên là Lê Huy Minh, năm nay tôi 20 tuổi, tôi đến từ Thanh Hóa. Mình là Thúy Linh, năm nay 16 tuổi và mình đến từ Điện Biên. Em đến từ Tương Dương, Nghệ An ạ. Mình là Phương Thảo, mình đến từ Quảng Ninh. Em đến từ Bắc Giang ạ. Tôi đến từ Vĩnh Phúc. Mình đến từ Hà Tĩnh. Mình đến từ thành phố Hải Phòng. Em tên là Vũ Văn Việt, em đến từ Vĩnh Phúc. Tôi tên là Nguyễn Trọng Hòa, 20 tuổi, đến từ Thanh Hóa. Tôi tên là Nguyễn Thị Mùi, tôi sinh ra và lớn lên ở Tuyên Quang. Tôi đến từ Nam Định. Mình tên là Đào Thu Trang, sống ở Yên Bái ạ. Tôi tên là Nguyễn Đình Tứ. Xin chào, tôi là Ngô Thanh Huyền, tôi đến từ thành phố Thanh Hóa. Dù đến từ nhiều nơi khác nhau, nhưng họ có cùng một niềm đam mê đối với âm nhạc và họ đã đến với Việt Nam Idol để được thể hiện niềm đam mê của mình. Mình đến đây với một mục đích, đó là niềm đam mê âm nhạc cùng với sự tự tin. Mình tự tin rằng năm nay mình sẽ là ngôi sao tỏa sáng của Việt Nam Idol năm 2012. Mình nghĩ rằng mình có năng khiếu âm nhạc và mình sẽ cố gắng tham gia cuộc thi để được tạo cơ hội thử sức trên sân khấu lớn. Hôm nay tôi đến với cuộc thi này với tinh thần rất là tự tin và tôi khẳng định rằng tôi có năng khiếu. Mình muốn thể hiện khả năng ca hát của mình và năm nay mình tự tin mình có thể là thần tượng âm nhạc Việt Nam năm nay. Mình tham gia cuộc thi Việt Nam Idol năm 2012 với mục đích là thể hiện niềm đam mê của mình. Mình muốn qua cuộc thi này mình sẽ được tỏa sáng. Trước hết mình muốn thể hiện khả năng và biết sức lực của mình như thế nào. Và thứ hai nữa là mình muốn là người giành được chiến thắng trong chương trình Thần Tượng Việt Nam Idol. Tôi đã chuẩn bị rất là kỹ và niềm mong ước của tôi là sẽ được tỏa sáng. Tôi muốn được thể hiện tài năng của mình với tất cả các bạn ở trên tổ quốc. Mình yêu ca hát và mình tự tin rằng mình có thể tỏa sáng trong chương trình Việt Nam Idol. Mình sẽ trở thành thần tượng âm nhạc năm 2012. Tuy nhiên, trước hết họ sẽ phải chinh phục 3 thành viên trong ban giám khảo, nhận lấy tấm vé vàng để tiếp tục đi tiếp vào vòng trong với những thử thách mới vô cùng khó khăn. Tấm vé vàng này đã giúp cho mình có một cái tự tin, một cái hạnh phúc và một cái nỗ lực để thúc ép mình có thể là đi tiếp, đi được dài hơn trên con đường idol 2012 này. Hạnh phúc quá! Tự tin vào bản thân và hãy sống anh nhìn với nhạc của chúng ta. Mẹ ơi, con đi vào thành phố Hồ Chí Minh này. Yeah. Chúng ta sẽ được gặp lại những thí sinh này tại vòng nhà hát sắp tới. Khép lại vòng thử giọng tại Hà Nội, Vô Cùng Thần Tượng Âm Nhạc xin gửi tặng các bạn một bài hát đã được rất đông các thí sinh lựa chọn thể hiện để chinh phục ban giám khảo. Bài hát Cánh Buồm Phiêu Du của nhạc sĩ Sơn Thành. Nói với em rất nhiều, rằng mãi anh yêu em suốt đời. Và em tin lời anh chân thành, còn sống chỉ cười. Biết em yêu anh nhiều, dù gió nói với anh rất nhiều, rằng anh rất hồn nhiên đa tình, nào em có tin. Biển mình mông đến thế, ngàn bờ bên sông bao cánh buồm, vui buồn nhung nhớ khát vọng. Ngày mai người xa chốn nào, anh về hoang vắng lạnh lùng cô đơn, giấc mơ anh lắng sâu dịu êm, tình em chan chứa với say mê đắm chìm. Đừng nói với em những gì để em hiểu rằng anh ra đi mãi mãi, tình yêu anh đến gieo trong tâm hồn của em. Nào như cơn sóng vỗ phiêu du hững hờ, người dấu yêu ơi ở phương trời nào. Đừng xa em anh nhé người yêu dấu ơi. Việt Nam Idol sẽ tiếp tục mang đến cho khán giả truyền hình những giọng hát, những cá tính âm nhạc mới tại tập 2, phát sóng vào 20 giờ ngày hôm nay trên kênh VTV3 với những thí sinh tại Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn cũng đừng quên chương trình Vô Cùng Thần Tượng Âm Nhạc phát sóng vào 16h50 đến 16h55 các ngày từ thứ 3 đến thứ 6 trong tuần.